chào các bạn đến với kênh Paris Cinema Museum. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ các bạn những thủ tục cho các tiếp là cái những bài học về kiến trúc cao. Chúng tôi sẽ chỉ các bạn là cách Google Map, chỉnh sửa Google Map không còn dựa kinh như các bạn. Rồi thì các bạn nhớ theo dõi bài sau thì chúng ta sẽ học cách chỉnh sửa Google Map dùng đúc kinh. Thì để thực hiện bài tập này các bạn cần cầm cái khối rồi có cái vật liệu vô thì chúng ta sẽ luyện luyện là cách chỉnh map thế nào các bạn. Các bạn nhớ vô subscribe đăng ký theo dõi hướng dẫn mới nhất của chúng tôi thì có đó thì YouTube sẽ gửi cho các bạn và các bạn vô trang web về bài map của tôi theo dõi như hướng dẫn nha. Chúng ta bắt đầu vẽ một cái box này các bạn, rồi tôi bút luôn. Giờ tôi gắn vật liệu cho nó. Tôi vô chọn cái vật liệu, ví dụ như tôi chọn stone ha các bạn. Stone đây tôi chọn mắt đá này. Đây các bạn thấy là cái mắt đá này bây giờ các bạn hiệu chỉnh cái thước của mắt đá này các bạn vô đây ha. Bạn vô là 2 các bạn chỉnh. Bây giờ muốn cho hai cái thước này nó không đồng nhất thì có thể là mình bẻ ra. Mình bấm chữ bẻ ra ha. Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái vị trí của map, ví dụ như là vị trí viên gạch chuẩn như thế nào nào. Đây tôi sẽ chọn cái tôi sẽ áp lại cái vật liệu này, tôi giải cho các bạn cách hiệu chỉnh. Bây giờ tôi sẽ muốn là cái viên gạch màu đen này, cái miếng đen này sẽ áp tới cái đầu này hay các bạn. Để thực hiện điều này thì các bạn cũng đơn giản thôi, các bạn chọn cái mặt này, các bạn ở chuột phải ha, mình chọn texture xong mình thấy position thì trong đây có những cái điểm chốt, cái điểm màu đỏ để mua vật thể, điểm màu một cái lá cây để xây vật thể, điểm thông sinh dương để scare đó. Thì cái điểm này là để kéo vật thể theo những cái chiều khác nhau. Đây còn đây là scan nè, đây đây để mua vật thể nè, thì đi ăn đây các bạn. Thì bây giờ mình sẽ muốn mua cái điểm này vô đây thì mình chỉ cần đơn giản mình kéo ra là mình đã xác định được điểm chuẩn của viên gạch khi mình lấy gạch trong scope rồi. Tương tự đối với cái mặt này thì các bạn chọn cái mặt đó xong rồi các bạn chuột phải, bạn chọn position ha. Bây giờ tôi sẽ mua vật thể này vào đây đó các bạn. Rồi, các bạn thấy không? Rồi các bạn ok apply. Tương tự bên đây mình cũng chọn mặt đó xong mình chọn texture position, mình mua cái điểm điểm đầu ở đây để mình xác định cái điểm chuẩn lắp gạch xong mình ok ha. Cũng tương tự như bên đây texture position rồi mua trên đây rồi hóa ra được cái mặt rồi các bạn. Bên đây cũng vậy ha, texture position mình mua trên này xác định điểm chuẩn của viên gạch đó. Các bạn thấy không, nó đều khá là nó ra được cái chuẩn của công việc lắp gạch của mình làm kiến trúc mà đó các bạn. Đó thì đó là cái cách lắp gạch chỉnh cái viên gạch chuẩn. Bây giờ mình muốn cái xoay cái chiều của miếng gạch này theo cái chiều kháng là theo dùng lát 45 độ thì sao các bạn. Các bạn chọn cũng chọn mặt đó, các bạn chọn texture bọn position đó các bạn. Đó thì các bạn cũng chọn cái mặt này, các bạn chọn texture rồi các bạn thấy chữ position đó các bạn. Thì mình sẽ theo cái trục xanh lá cây này ha các bạn. Thì mình lít vô các bạn thấy cái thước đó là góc và cái khoảng cách từ cái màu đỏ, từ màu đỏ tới dòng màu xanh, tới cái dấu hiệu màu đỏ tới dấu hiệu màu xanh lá cây á, thì là cái khoảng cố định. Nếu mà mình kéo lớn lên thì cái điểm này thì nó sẽ là scale lớn, mà kéo nhỏ hơn nó scale nhỏ. Mình khoảng cách bằng khoảng cách đó thôi các bạn. Và mình xoay, các bạn sẽ xoay theo cái thước này. Thước này nó là 45 độ đây, cái này là 15 nè, cái này 30 nè, cái này 45 nè, cái này là 60 nè, đó tương tự thì tới 95 và 90 các bạn, đó 60 tới 75 và 90. Đó, thì mình để cái góc này và mình khoảng cách này bằng đây,
Còn cách này bằng ở đây thì nó là scale, nó sẽ là rotate gấp 45 độ và giữ scale tỷ lệ 1:1. Đó thì xong các bạn ok apply thôi các bạn. Đó, các bạn lấy ra ngoài là apply nó là cặp được một góc 45 độ rồi. Tôi cũng làm tương tự đối với cái map dưới đây ha các bạn, tôi làm lại cho các bạn rõ nha các bạn chọn nó, các bạn chọn chọn texture ha, rồi position nha các bạn. Thì tương tự cái map này thì nó cũng phải là mình sẽ chọn lấy cái trục màu xanh này, và tương tự đó mình tương tự mình để đây cho nó cùng với cái trục đó, thì mình để góc 45 độ ở điểm đấy bằng điểm này để cho nó không scale các bạn. Rồi lướt ra ngoài đó vẫn là 45 độ. Rồi bây giờ mình muốn cho nó hai cái map này nó sát như nhau thì mình scan position, thì mình scan map lên này đó, mình bắt điểm cho cái map nó liên tục với nhau, tạo sự liên tục với các bạn, sự liên tục của cái nó gạch. Thì cái bài học về nó gạch dùng không dùng đất kinh của chúng tôi đến đây là hết. Trong quá trình học thì có gì có thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ chúng tôi, lít vô comment thì chúng tôi sẽ chỉ. Và bài học sau chúng ta sẽ học cách gắn map và dùng logging, đây là logging scope UV các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bài học kỳ sau. Các bạn nhớ lít vô cái logo màu vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.